Còn bây giờ á, là đang trong lúc chiến tranh. Chiến tranh thì chính phủ Mỹ nó đang biết là những lãnh đạo cộng sản mà thuộc dạng sân trước sân sau vào á, họ chạy trước, họ biết là cờ tàn rồi. Tuy bề ngoài họ đang tính đường đẩy xe, nhưng mà họ biết là họ đã chuyển tiền qua đây, thân nhân người lấy thẻ xanh đồ đầy đủ hết. Mỹ nó biết hết, chuyển qua mấy chục tỷ trong 3-4 năm gần đây. Còn trước đó là cả nghìn tỷ là mình không nói. Tỷ đô la nghe, phải tỷ Việt Nam nghe. Mà nó Mỹ mình nói đô la. Mà chỉ có 3 năm nay Việt Nam mấy ông lớn á, chuyển qua gần 20-30 tỷ. Chuyển qua cái đường mà bằng Bitcoin á, lúc trước sư phụ thấy ông mình là đâu phải người thượng, đâu có cần coi tin tức đâu cũng biết mà. Thì mình nói đừng có đi qua cái đường Bitcoin. Mà mấy ông qua đường Bitcoin á, bị gạt nhiều quá. Rồi đi qua những cái đường của những cái người ở Mỹ lâu, qua nhiều đường lắm, rồi qua cái đường chuyển tiền lậu nữa. Mà sau này mình nói, sau này cái quốc gia của Việt Nam mình hiện bây giờ đang ở thế bế tắc, gọi là bỉ cực. Bỉ cực thì nó sắp sửa tới thế lai, cái cửa này đóng thì sẽ có cửa khác mở. Cái luật hành trụ hoại diệt của nhân loại của chúng ta là như vậy. Đến khi mà Thái Lai mà không có dốt, không có những người tài, ông Trùm B cũng tài, bà Lan cũng tài, ông bán nước, ông Hiệp cũng tài, to nhân tài không, rồng lửa cũng tài, phải không? Mà nước Việt Nam mình kiếm những người đó không đầy 20 người, Phạm Nhật Vượng nữa, đâu có nhiêu người mà cứ đem đi đốt củi cho người ta vô họp không à? Thì làm sao mà cứu nổi cả triệu người được, cả trăm triệu người? Ở Mỹ này chỉ có 2-3 người thôi mà cứu cả cái nước Mỹ này 300 triệu người xài tiền thoải mái. Cái thằng Facebook thôi nó cả biết nhiêu trăm nghìn nhân viên, mỗi một nhân viên của nó là nuôi biết nhiêu người. Rồi thằng Elon Musk, rồi Bill Gates, nó đâu có bao nhiêu người tỷ phú. Mỹ nó cần những con ông bầu. Còn Việt Nam mình á, là hãy có ông bầu là đem đi chiêm bầu. Có nghĩa là quốc gia cùng cực, rồi họ sợ, họ chuyển tiền qua Mỹ. Chuyển tiền qua Mỹ thì sao? Chuyển tiền qua Mỹ cũng y như kiểu mà mấy đảng viên của Trung Cộng qua đây á, sẽ có ngày AOS nó audit, nó lấy tiền hết á. Nó làm được với đảng viên Trung Cộng, tại sao nó không làm đảng viên Việt Cộng? Suy nghĩ. Tự nó chưa. Tự hiện giờ nó đang dụ với cô cái, gọi là cái tre eo eo mà sư phụ cho đó là cái tre khô à, tức là gió chiều nào theo chiều đó, đúng không? Thì Mỹ giờ nó đang dụ để khi nó đánh Trung Cộng á, nó bớt mệt thằng, đỡ được nào đỡ được đó. Nó chơi có ngón tay à, nó chưa chơi một tay nữa, còn tay bỏ túi gì đó. Chứ đừng tưởng mà Mỹ nó qua bển nó mở lãnh sự quán rồi cái nổ. Cũng giống ngày hôm qua tổng thống Nam Hàn với nguyên phái đoàn của Nam Hàn qua là cũng giống như đi dụ thôi, dụ dỗ dai vuốt xuống tụi mày theo tao, tụi mày được sống, chứ không có nghĩa là qua là đem kinh tế vô liền lập tức. Chuyện đó không có.